hé lộ cuộc hạnh ngộ của đại ca thầy với ông chủ của những ông trùm khu chợ lớn. Có tiền, có quyền, có thế, đại ca thầy quyết định bành trướng xuống chợ lớn, lãnh địa của Tín Mã Nam, ông chủ giới hắc đạo người Hoa. Giờ này vẫn được coi là bất khả xâm phạm. So với băng du đáng của đại ca thầy, giới hắc đạo của Tín Mã Nam có tổ chức chặt chẽ và hùng hậu hơn rất nhiều. Chào mừng các bạn trở lại với Trùng Cuối TV. Các bạn nghe chuyện đừng quên nhấn nút đăng ký và chia sẻ video giúp kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dưới thời Diệm Nhu, toàn bộ hoạt động kinh tài của các bang hội Hoa Kiều chợ lớn đều có cổ phần của giới hắc đạo. Toàn bộ nhà hàng, song bạc, tiệm hút đều do giới này quản lý hoặc hùn hạp. Tuy nhiên, sau đảo chính tháng 11 năm 1963, do tham lam, chính Tín Mã Nam đã khiến giới hắc đạo suy yếu. Bắt tay với khá nhiều tướng lĩnh, chính khách thuộc phe đảo chính, con ngựa điền đã bán đứng một số cơ sở kinh tài của các bang hội do chính quyền mới tố họ là cơ sở kinh tài của Diệm Nhu. Mặt khác, Tín Mã Nam cũng tố cáo và giao nộp cho cảnh sát một loạt tay giang hồ Hoa Kiều không ăn cánh với y như Hỏi Phòng Kim, Xú Hồng, Cọp Chảy, Quầy Thầu Hao, Hắc Quầy Chảy nhằm củng cố địa vị vua hắc đạo của mình. Vì vậy, Tín Mã Nam được Trung tá Lê Ngọc Trụ, trưởng thi cảnh sát quận 5 trọng dụng và ưu đãi, trong khi bị nhiều đàn em oán giận và tìm cách trả đũa. Trong những kẻ oán Tín Mã Nam có tay tài bán tên A Chó, người giúp việc cho Tín Mã Nam quản lý ngành kinh doanh cờ bạc. Biết được sự chia rẽ đó, đại ca thầy đã sai đàn em dụ hàng tên này. A Chó đã bán đứng Tín Mã Nam, kéo theo một lượng lớn các con bạc nặng ký từ các sòng đại thế giới hào huê về cầu muối cho sòng bạc của Đức Bà Tiều và Bảy Si thuộc quyền đại ca thầy, đồng thời bỏ luôn khu chợ lớn để về theo đại ca thầy mở mang sòng bạc ở khu Sài Gòn. Biết chuyện, Tín Mã Nam hạ lệnh cho giới hắc đạo chém bất cứ tên đàn em nào của đại ca thầy bén mảng xuống chợ lớn. Vào khoảng thời gian này, thế lực của đại ca thầy có thể nói đã tới hồi cực thịnh, dù đại chưa đến 25 tuổi. Quân tướng dưới trướng của đại từ các nơi quy tụ về đông đúc đến hàng ngàn, riêng số sát thủ cũng phải kể đến số trăm. Đồng vui nhưng hào, càng nhiều binh tướng càng khó phân chia lợi nhuận. Và một ngày đẹp trời nọ, cố vấn kinh tài A Chó đến hiến kế với đại ca thầy: vùng Sài Gòn chúng ta đã khai thác gần hết tiềm năng rồi, nay muốn khấm khá chỉ còn cách duy nhất là lần qua địa bàn chợ lớn. Bên ấy kinh tế phát đạt, dân người Hoa lại dễ bắt nạt. Nếu chúng ta mở rộng được thế lực qua ngả chợ lớn thì khỏi lo gì tiền bạc, có thể tính kế để làm ăn lâu dài. Đại ca thầy càng nghĩ càng thấm thía gợi ý của quân sư A Chó. Hơn nữa, đây còn là dịp để đại phô trương thanh thế, thống nhất giang hồ thành một cõi. Thế nên, dù biết đụng đến đất làm ăn của dân chơi người Hoa không phải dễ sơi, thậm chí máu đổ đầu rơi, cuối cùng, đại ca thầy vẫn gật đầu đồng ý. Và thế là, vụ tranh giành lãnh thổ lớn nhất, cuộc chiến hao binh tổn tướng nhất và kéo dài nhất trong lịch sử giới chợ lớn từ xưa đến nay bắt đầu. Nghe theo lời quân sư A Chó, đại ca thầy dùng tiền lễ hậu binh. Trước hết, đại ca thầy lần lượt gặp các trùm dân chơi người Hoa, phân tích tình hình và nói chuyện phải quấy, hy vọng quy tụ toàn bộ giới chợ lớn về một mối duy nhất. Đánh giá sơ bộ các đối thủ, theo phương châm dễ trước khó sau, đại ca thầy lần lượt cử người gặp Hải Phòng Kim, Quẩy Thầu Hao, Xú Hùng. Phần vì đã nghe danh tiếng đại ca thầy, phần thông cảm với đồng nghiệp, phần nữa cũng ngại đụng chạm. Cả Hải Phòng Kim, Quẩy Thầu Hao, Xú Hùng đều đồng ý cho đại góp phần hùn, tượng trưng thực tế chỉ bằng miệng. Vào khu ăn chơi giải trí chợ lớn và chia tỷ lệ phần trăm cho dân chơi Sài Gòn. Còn bây giờ mới tới khúc xương khó nhá nhất, Tín Mã Nam. Nắm chắc tình hình của Tín Mã Nam, A Chó kể với đại ca thầy rằng từ sau khi đoạt vợ của tay đàn em Xú Bá Xứng, Tín Mã Nam đang mất dần uy tín. Đã thế, sau khi đánh Xú Bá Xứng phải nằm viện, Tín Mã Nam ngày càng lộng hành. Trong dịp kỷ niệm khu đại thế giới mới đây, hơn 10 con lân được mời đến giúp vui. Tất cả 7 lân phải thủ phục dưới chân ghế của Tín Mã Nam, chờ hắn vẫy tay ra hiệu mới được đứng lên để bắt đầu biểu diễn. Có một tay cầm đầu lân đi sai bộ liền bị Tín Mã Nam bước tới đá ngay tại chỗ. Bởi thế, theo A Chó, có thể nhờ ông chủ giúp khử Tín Mã Nam. Đại ca thầy ngạc nhiên nói: ông chủ nào? Chính ngộ cũng không rành, chỉ biết mọi người thường gọi ông ấy là Xí Ngàn. Trên danh nghĩa, ông là chủ tiệm thuốc bắc lớn nhất khu chợ lớn, kế bên đại thế giới. Thế nhưng, tất cả giới tài phiệt, chính khách, dân biểu, giang hồ người Hoa ở chợ lớn đều gọi Xí Ngàn là ông chủ, kể cả Quầy Thầu Hào, Hải Phòng Kim, Xú Hùng và luôn cả Tín Mã Nam.
tuy ông không trực tiếp xếp sòng ở bất cứ khu vực nào. Vậy Xí Ngàn quan hệ với đại thế giới như nào? Ngộ không biết, toàn bộ dân làm ăn ở đại thế giới cũng gọi ông là ông chủ luôn. Chỉ biết ông chủ đi Hồng Kông, Macau, Đài Loan như đi chợ, ra vô tổng nha cảnh sát, phủ đặc ủy trung ương tình báo như ra vô nhà riêng. Mỗi tháng ông ở Sài Gòn chỉ khoảng một tuần, có người nói ông là CIA. Đại ca thầy háo hức, vậy làm cách nào để gặp được ông chủ? Ngộ quen biết mấy đàn em thân tín của ông là bọn Tào Chanh, A Hỏi, A Cham, để Ngộ nhờ bọn chúng báo với ông chủ. Hơn một tuần sau, đại ca thầy được A Chó báo tin ông chủ vừa từ Hồng Kông về, đã nhận lời tiếp đại vào sáng hôm sau. Biết trước buổi ra mắt này vô cùng quan trọng, đại ca thầy chuẩn bị rất kỹ, ngay cả từ hình thức. Mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, đi sang đàn đà đà. Tên của tiệm giày ở Tân Định đang là mốt vào thời điểm ấy. Lại đeo thêm cặp kính trắng gọng đen cho ra vẻ trí thức. Kính không độ vì đại ca thầy không hề bị cận thị hay viễn thị. Đi tháp tổng đại, ngoài A Chó còn có thêm ba thủ họa thân tín là Hải Súng, Lâm Chín Ngón và Lành. Lành đang là nhân viên cảnh sát tại tổng nha cảnh sát nhưng lại khoái du đãng nên đi theo làm đệ tử cho đại ca thầy. Khi ấy, đại mới tậu chiếc xe bốn bánh Mustang hai màu xanh trắng có thể hạ mùi xuống, trông rất oai, kêu Lành làm tài xế. Dọc đường, A Chó còn căn dặn đại ca thầy thêm lần nữa. Gặp ông chủ, nhớ nói khéo, ông mà gật đầu thì coi như thắng trận này đến 70%. Còn nếu ông chủ lắc đầu thì sao? Thì hỏng bét. Hải Súng vốn hay dẫn mặt chen vô thì chơi luôn ông chủ. Đại ca thầy quát, không phải chuyện giỡn, đừng có đùa mất mạng nha con. Tới nơi, mày phải ngồi im cho tao. Bị đại ca mắng, Hải Súng lè lưỡi ngồi im tin thít như mèo bị cắt tai. Xe hơi ngừng ngay trước đại thế giới. Tào Chanh đã đứng đợi sẵn. Chạc ngoài tam tuần, tướng sang trọng, da rẻ trắng trẻo, đẹp trai như tài tử cine Hồng Kông. Tào Chanh có bí danh Quỷ Cốc Tiên Sinh, được coi là thư ký riêng của Xí Ngàn. Ông ta dẫn đại ca thầy và đám thủ hạ qua thẳng tiệm thuốc bắc kế bên. Lịch sự, mời mọi người ngồi chờ vài phút, ông chủ sẽ ra tiếp. Cả bọn hồi hộp ngồi xuống bộ ghế salon theo kiểu cổ, làm bằng gỗ quý, chạm trổ rồng phượng và khảm xá cừ, nhưng giữ ý để trống chiếc ghế lớn nhất kê ở đầu bàn. Người hầu lập tức bưng ra khay trà với bình trà Thiết Quan Âm còn nóng hổi. Chỉ cần nhìn qua bộ tách uống trà cũng có thể đoán ngay ông chủ thuộc giai cấp nào trong xã hội. Cả bọn vừa nhâm nhi tách trà nóng, vừa đưa mắt nhìn quanh phòng khách. Phong cách tại tiệm thuốc bắc treo đầy hình ảnh những người bị bệnh tại khắp các bộ phận của cơ thể, gồm đủ lục phủ ngũ tạng cùng nhiều đường dẫn kinh mạch theo kiểu đông y, lại có các loại thuốc dùng chữa từng thứ bệnh, nhưng tất cả đều ghi chú bằng tiếng Hoa nên bọn đại ca thầy mù tịt. Vài phút sau, ông chủ xuất hiện trong bộ đồ xá sẩu, bắt tay từng người theo giới thiệu bằng tiếng Hoa của A Chó. Ông chủ Xí Ngàn khoảng 50 tuổi, dáng to cao, khỏe mạnh, tóc hớt ngắn, mặt hơi rỗ hoa, tướng tá oai vệ, dễ khiến người đối diện nể vì, nhưng cũng dễ gây cảm tình. Ông chủ ngồi xuống với chiếc ghế lớn nhất, nhìn đại ca thay cười cười, vui vẻ nói bằng tiếng Việt, giọng hơi lơ lớ. Vậy nị là đại ca thay hả? Nghe nói nị dữ lắm, mà sao ngó tướng hiền khô vậy? Đại ca thầy nghe giọng điệu mừng thầm trong dạ lựa lời. Thưa ông chủ, đó là người ta đồn thế thôi, tụi tôi đến đây nhờ ông chủ giúp chút việc. Vừa nói, đại vừa rộng đứng dậy thì Xí Ngàn xua tay. Có gì nị cứ ngồi nói chuyện tự nhiên, uống trà cho vui. Ông ta cười cười, chỉ mấy tấm hình trên tường. Nị có bị bất cứ bệnh gì, ngộ cũng có thuốc chữa được mà, có phải đánh lộn bị chất bào vai không? Đại ca thầy cũng bật cười, biết ông chủ giận chơi. Tụi tôi ở Sài Gòn qua, nhờ A Chó với Tào Chanh thưa lại với ông chủ. À, vậy nị không bị chọc bả vai, vậy nị chơi bời bị phong tình, ngộ chưa thuốc bắc cũng hết à? Đại ca thầy lúng túng. Dạ không, tôi không chơi bời. A Chó, Tào Chanh cũng bật cười trước sự lúng túng của tay chủng du đãng. Xí Nga nói tiếp. Nị không bị bệnh, không cần thuốc bắc, vậy ngộ đâu giúp được gì? Hay có gì khó, nị cứ nói. Được lời như cười tấm lòng, đại ca thầy thở ra một hơi. Thưa ông chủ, hồi này đời sống của anh em ở bên Sài Gòn khó khăn quá, nên tôi thay mặt anh em tính nhờ ông chủ cho tôi ké một chân trong đại thế giới. Câu vừa dài, vừa nhiều chữ nên ông chủ nghe không ra, kêu A Chó dịch lại theo tiếng Hoa. Nghe xong, Xí Ngàn trầm ngâm giây lát, mà đại ca thay và đông bọn tưởng đâu cả tiếng đồng hồ rồi thong thả. Tưởng gì, chơi việc ấy không khó lắm, có điều phải chờ ít hôm. Bọn đại ca thay nhìn nhau, vẻ mừng rỡ hiện lên trên nét mặt, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Ông chủ đứng dậy bảo mọi người, tới đây rồi thì cả bọn cùng ngộ qua đại thế giới đánh bạc cho vui.
Tào Tranh dẫn đường mọi người không đi theo cổng chính khi nãy mà đi bằng cửa hông từ tiệm thuốc bắc sang thẳng đại thế giới. Nhiều tiếng xì xầm trong phòng hốt me vang lên. Ông chủ tới kìa! Và ai đó lập tức kéo ghế cho Xí Ngàn. Lại lập tức có người mang tới một đống phỉnh trước mặt ông chủ. Xí Ngàn xua tay. Bữa nay dẹp phỉnh chơi tiền mặt. Lại lập tức có một đống tiền cao nghệu toàn sắp giấy 100 đồng, đồng bạc có mệnh giá lớn nhất khi ấy xuất hiện cạnh ông chủ, mà đại ca thầy ước tính có đến khoảng 1,5 triệu. Khi ấy vàng chỉ khoảng 12.000 đồng một lượng, tức đồng tiền có giá trị trên 120 lượng vàng. Bọn đại ca thầy không tham gia trò chơi, chỉ đứng xem. Suốt dọc chiếc bàn dài hơn 20 mét, người chơi đông đúc nhưng rất trật tự. Tay phát hỏa, dùng chiếc đũa gạt đống hột me sang một bên, vừa gạt vừa hô lớn: yêu, lượng hoặc tam, túc. Hình như ông chủ chẳng để ý đến chuyện ăn thua, nét mặt luôn rừng rừng, đặt tiền theo kiểu gập đầu đặt đấy, miễn sao cho có. Vậy mà đống tiền bên cạnh ông chủ cứ thế cao lên trông thấy, có lẽ đã gần gấp 2 lần lúc ban đầu. Được khoảng 15 phút, Xí Ngàn đứng dậy ra lệnh: thôi nhỉ, thường cho phát hỏa 20.000, nhà cái 20.000, gạt xong 15.000. Tào Tranh dạ một tiếng, trong khi Xí Ngàn vẫn chẳng máu ngàn gì đến đống tiền, dẫn đầu cả bọn trở lại tiệm thuốc bắc. Nhấp nháy đã thấy có người ôm cọc tiền qua đặt trên bàn của ông chủ. Xí Ngàn không để ý đến sấp bạc, quay sang hỏi Tào Tranh: bữa nay thứ mấy? Tào Tranh nhanh nhẩu: dạ thứ bảy. Xí Ngàn nói với đại ca thầy và đồng bọn: tối thứ bảy ở chợ lớn vui lắm, 9 giờ tối nay nị dẫn mấy anh em xuống đây chơi cho biết, nhưng đừng đi đông quá nhớ nghe. Ông ta còn quay sang Tào Tranh sổ ra một tràng tiếng Hoa, tuy không hiểu gì nhưng bọn đại ca thầy mừng thầm bữa nay gặp hên, vì ngay trong lần gặp mặt đầu tiên mà ông chủ đánh bài thắng lớn. Thường theo người Hoa quan niệm, như vậy sẽ mở đầu cho chuyện làm ăn giữa đôi bên được thuận lợi. Lời mời tối nay xuống chơi là một biểu hiện cho thuận lợi ban đầu ấy. Đại ca thầy kể lại nội dung buổi gặp ông chủ cho đám thuộc hạ thân vận, ai nấy đều mừng rỡ ra mặt, nhất là khi đại nhắc đến lời mời 9 giờ tối nay nị dẫn mấy anh em xuống đây chơi cho biết, thì cả bọn nhào nhào tranh nhau đòi đi theo cho biết. Đại ca thầy phải lớn tiếng: ông chủ đã dặn đừng đi đông, tụi bay ngồi yên để tao tính đứa nào được đi. À chó bảo: tôi phải đi trước, khi sáng ông chủ nói tiếng Hoa với Tào Tranh, bảo Tào Tranh nhắn A Hiếu chuẩn bị tối đón khách đặc biệt và kêu tôi xuống sớm chút chút để chuẩn bị. A Hiếu nào? A Hiếu là tên thật của Quẩy Thầu Hào, tức Quỷ Mặt Đen đó. Cả bọn ngẩn mặt nhìn nhau. Quẩy Thầu Hào, ông chủ khách sạn nhà hàng Lido trên đường Đồng Khánh, nơi lâu nay nổi tiếng với Nhất Dạ Đế Vương. Bọn chúng lại nhào nhào: thì đừng đi đông, chứ có nói làm đi mấy người đâu, mình đi chừng 20 đứa thôi. Đại ca thầy lại quát: im ngay, như vậy này, mấy đứa theo tao khi sáng đương nhiên được đi tiếp, thêm 2 thằng Cu Quỳ và 5 công xóm đạo là chất đầy chiếc mớ tang rồi, hết. Cu Quỳ là người nhái nên được quyền mang súng hợp pháp, còn 5 công xóm đạo vì y là trùm số du đãng trong khu đồng bào theo đạo Thiên Chúa, cũng là tay hòm chìa khóa của đại ca thầy, cần có mặt bên đại trong các vụ hợp tác kinh tế. Cả hai được chọn là đúng phóc nên không ai dám có ý kiến gì. Vậy là cả bọn chồng chất lên chiếc xe hơi Mustang, hạ mui xuống, 6 tên ngồi cả lên thành ghế là vừa chật. Ông chủ Xí Ngàn đợi khách sẵn, nhấc điện thoại kêu A Hiếu xuống. Tuy nghe danh chứ chưa thấy mặt, nên khi thấy Quẩy Tàu Hào, đại ca thay không khỏi ngạc nhiên. Khác hẳn với biệt danh Quỷ Mặt Đen, Quẩy Tàu Hào chạc 40 tuổi, cao ráo, đầu hói da rẻ trắng trẻo, mặt chỉ bị một vết nám nhỏ xíu, vóc người liền lạc, khỏe mạnh, tướng tá sang trọng, đẹp trai trong bộ đồ xá sầu. Xí Ngầu giới thiệu đôi bên, A Hiếu bắt tay từng người, lịch sự nói với đại: nghe tiếng nị đã lâu, nay mới gặp, thiệt đúng là văn kỳ thành, bất kiến kỳ hình. Ông chủ dặn dò A Hiếu: đây là mấy người bạn làm ăn, tuy mới ban đầu nhưng chắc trong tương lai sẽ còn gặp gỡ nhau nhiều. Bữa nay Ngộ mắc bận, nị thay mặt Ngộ tiếp khách. A Hiếu cung kính vòng tay khom người: nhưng cũng xin mời ông chủ ghé ngang Lido chút xíu. Đến Lido, phân ngôi chủ khách xong, ông chủ lên tiếng giới thiệu: ở đây có 2 thứ rượu đặc biệt là Đệ Nhất Thiên Hạ và Cửu Chiến Bất Bại, các anh em muốn dùng thứ nào trước? Thấy bọn đại ca thầy ngơ ngác nhìn nhau, A Hiếu đỡ lời: mình nếm Đệ Nhất Thiên Hạ trước rồi từ từ tính sau, tối nay mời các vị khách quý qua một đêm tại Nhất Dạ Đế Vương. Đúng là Nhất Dạ Đế Vương, rượu ngâm bằng những vị thuốc gì không rõ mà uống vô thấy thơm ngon, vừa ngọt, gây cảm giác lâng lâng khó tả, dường như uống mãi không say. Vẫn là hải súng lắm mồm lắm miệng, sao ngồi lâu quá mà chẳng thấy ai ra tiếp vậy nhở? A Hiếu cười: để mỗi người uống cạn vài ly đã. Đoạn y vỗ tay 3 tiếng, đã phục sẵn đâu đó vừa nghe ám hiệu khoảng hơn 20 cô gái xinh tươi trẻ đẹp, tuổi chỉ khoảng 18-20, trang phục thướt tha y như những nàng tiên trong các bức tranh tố nữ đồng loạt ùa ra.
Cứ 3-4 cô ùa lại phục vụ một khách. Một cô đứng sau ghế đấm hai vai, hai cô hai bên bóp và xóa nhẹ hai cánh tay, một cô thì lo rót rượu. Cả bọn như lạc vào chốn thiên thai, nhìn các cô gái không chớp mắt. A Hiếu cười cười nói với Đại: "Bữa nay nị xuống đây thì ở đây luôn, lấy vợ người Hoa luôn." Đại ca thầy cười méo xẹo: "Uổng quá, lỡ có vợ vừa sanh con gái rồi." Đúng là Đại đã cưới cô Nhân, cô chủ tiệm gỗ Đồng Nhân trên đường Hồng Thập Tự phía trước rạp Olympic. Tân, anh của cô Nhân, là bạn hay đi nhảy đầm chung với Đại, đã giới thiệu em gái mình cho tay trùm dù đã này. Và cô vừa hạ sinh một bé gái chưa ăn đầy tháng. A Hiếu giới thiệu sơ qua: "Các cô ở đây ai nấy đều có vẻ đẹp riêng biệt theo tiêu chuẩn tứ đại mỹ nhân, chim sa, cá lặn hay nguyệt thẹn hoa nhường, hoặc đẹp thoảng phất nét buồn của Vương Chiêu Quân, tức Vương Tường đời Hán, hoặc đẹp lộng lẫy kiêu sa như Tây Thi thời Chiến Quốc, hoặc đẹp mê lòng người như Điêu Thuyền thời Tam Quốc, hoặc đẹp bốc lửa phá chốt sexy như Dương Quý Phi cuối đời Đường. Các cô đều phải rèn luyện học tập cách phục vụ khách từ hồi còn nhỏ như các cô gái gây xa kỹ nữ Nhật Bản." Cả bọn càng nghe càng ngáo. Đại ca thầy cũng như đồng bọn chỉ dành chuyện đánh lộn đánh lạo, có ăn chơi thì cũng chỉ nhảy đầm, uống rượu Tây Bắc Ten, Napoleon XO là nhất xứ, đâu thể nói là dân chơi sành điệu. Bọn hắn làm sao biết nổi bốn vẻ đẹp truyền thống trong lịch sử Trung Quốc mà Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều từng miêu tả trong Cung Oán ngâm khúc: "Chìm dưới nước cá lờ đờ lặn, lửng ra trời nhạn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt say hoa, Tây Thi mất vía hằng Nga giật mình." Nhưng tuy không hiểu hết ý nghĩa, chẳng biết Chiêu Quân, Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi là ai, chỉ cần nhìn các cô thiếu nữ, mỗi cô một vẻ đẹp là bọn hắn mê tít, hết biết trời đất là gì. Bọn hắn càng ngạc nhiên và khâm phục khi một cô cầm nguyên nắm hạt dưa bỏ vô miệng, không hiểu bằng cách nào. Lát sau, cô nhè ra một đống vỏ, còn lại toàn nhân màu trắng bùi và béo, cô mới mớm cho khách. Xong màn đầu, A Hiếu mời khách quý qua phòng kế bên hút thuốc phiện. Ông chủ đã lặng lẽ rút êm từ hồi nào chẳng ai hay biết. Và lúc này bọn chúng cũng chẳng cần để ý đến ông chủ nữa. Hút thuốc phiện khi ấy là mốt của dân chơi và giới văn nghệ sĩ, nhưng không mấy ai trong số họ nghiện như dân nghiện ma túy ngày nay. Các cô tiếp tục theo sang phục vụ khách, cứ 2-3 người chung một bàn. Đại ca thay nằm chung với A Hiếu và A Chó, vừa thưởng thức nàng tiên nâu, vừa tính chuyện làm ăn lâu dài. A Hiếu nhỏ nhẹ: "Được ông chủ đồng ý rồi, anh Đại không những thành công về mọi mặt, kể cả kinh tế, mà đến chính quyền cũng phải nể. Ngộ đây nè, trước khi được ông chủ quan tâm, bị cảnh sát bắt hoài, muốn gặp mấy ông ở chính quyền, mấy ông chẳng thèm ngó tới. Nay ngược lại, trưởng ty cảnh sát Ngộ còn không muốn gặp, còn đám rể sẹc gặp Ngộ là sợ thấy mẹ." Đại ca thầy thầm dò: "Nghe nói ông chủ hay đi nước ngoài lắm à?" A Hiếu rất kín miệng: "Ờ thì ông làm ăn lớn lắm, không ai biết hết được. Có gì anh Đại cứ nói với Tào Tranh hay nói với Ngộ cũng được." Hết màn thuốc viện, cả bọn kéo nhau qua phòng ăn. Thôi thì sơn hào hải vị, của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Bây giờ, rượu cửu chiến bất bại mới được dọn ra. Hiệu quả của rượu ra sao chưa rõ, nhưng về thơm ngon thì đúng là thua xa đệ nhất thiên hạ. Mới nhất qua một hớp, hải súng nhăn mặt la ầm lên: "Cửu chiến gì nổi, chỉ 2-3 là hết xí quách cho coi." Ai nấy đều phì cười. Tại bữa tiệc, đích thân chủ nhà A Hiếu, tức Quẩy Thầu Hào, đóng vai phiên dịch giữa khách và các cô. Thực ra, cô nào cũng bập bẹ nói được tiếng Việt và chút ít tiếng Pháp, tiếng Anh. Và lại khi đã nhậu sương sương, với mấy em, hầu hết mọi chuyện chỉ cần trao đổi bằng tay, nên cuộc vui không hề gặp trở ngại. Các cô thay nhau gắp thức ăn, gọt táo, cắt cam, đấm bóp cho khách, cũng vẫn 3-4 cô phục vụ một người. Tiệc tàn, rượu thấm, các cô dìu mỗi khách về một phòng ngủ riêng. Ai nấy lâng lâng, dường như quên hết ân oán giang hồ, quên hết mọi muộn phiền trần thế. Cứ ngỡ mình lên chốn non bồng nước nhược. Dù các cô tự động ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, chỉ để lại một cô được khách ưng ý nhất. Sáng hôm sau, khách ai nấy đều ngạc nhiên vì rõ ràng khi hôm mình ngủ với một cô, sáng dậy lại thấy một cô khác nằm bên cạnh. Đại ca thầy mơ mơ màng màng, còn tưởng mình lạc lõng nơi đâu, hỏi cô gái: "Anh đang ở đâu đấy?" Cô gái cười chúm chím: "Anh đang ở bên em." Nghe câu trả lời ỡ mở, đại ca thầy coi đồng hồ, giật mình vì đã 9 giờ sáng, hắn nhổm dậy: "Bạn anh đâu?" Cô gái vẫn giọng tỉnh bơ: "Bạn anh đã có bạn của em lo." Đại ca thầy chụp điện thoại, tiếp tân cho hắn biết hắn đang ở khách sạn Lido, xin mời mọi người lên sân thượng ăn sáng, tắm rửa tỉnh táo, đại ca thầy mới trở về với thực tại, dần dần nhớ lại bữa tiệc nhất dạ đế vương hôm qua mà tưởng đâu còn trong giấc mộng. A Hiếu đã đợi sẵn trên sân thượng, vui vẻ: "Trước khi ăn điểm tâm, mời mọi người dùng qua chả thịt bò cho khỏe, khách quý của ông chủ mới được mời ăn đấy." Quả là món có 102, thịt bò bầm nhuyễn hầm với các thứ thuốc bắc,
đặc biệt có mùi trà rất đậm. A Hiếu nói thêm, ai còn no, xin cứ uống nước, bỏ xác lại. Món khai vị này làm ai nấy cảm thấy sảng khoái, khỏe hẳn lại, bất giác đều buột miệng khen. Hầu sực, đã đến lúc giờ chia tay, đại ca thay lịch sự. Xin thay mặt anh em cảm ơn A Hiếu và nhờ A Hiếu gửi lời cảm ơn ông chủ. Nhắn dùm ông chủ sẽ không thất vọng về anh em ở Sài Gòn đâu. Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Chùm Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.